Man Dợ, đó là từ đầu tiên mình nghĩ tới khi nhắc về Silence, bộ phim về vụ án xâm hại hàng loạt học sinh khiếm thính ở một trường tiểu học. Sự đồi bại của tập thể giáo viên không phải là thứ duy nhất khiến người xem ghê tởm, mà còn là sự vô cảm đến phi nhân tính của cả một hệ thống chính quyền. Lúc xem phim, mình đã ước gì những đau đớn mà các em nhỏ phải chịu đựng chỉ là hư cấu. Nhưng không, Silence được xây dựng dựa trên một vụ án có thật và thậm chí đã phải giảm nhẹ đến mức độ nhiều lần. Trước sự ép dư luận từ bộ phim, Quốc hội Hàn Quốc phải điều chỉnh lại pháp luật và người ta còn phát hiện ra thêm nhiều sự thật rùng mình hơn nữa. Phần tiếp theo của video sẽ tiết lộ nội dung phim. Nếu bạn không ngại spoiler thì hãy tiếp tục video nhé. Silence mở ra ở trường học dành cho học sinh khiếm thính ở thành phố hư cấu Mujin. Tại đây, thầy giáo dạy mỹ thuật Inho vừa được nhận vào làm việc sau khi đã nộp đầy đủ phí đi cửa sau cho thầy hiệu trưởng. Ngay từ những tiết học đầu tiên, Inho nhận thấy những điều bất thường ở những đứa trẻ khi chúng có nhiều vết bầm tím trên mặt và thường xuyên lảng tránh việc giao tiếp với người lớn. Câu chuyện càng đáng báo động hơn khi Inho nghe thấy tiếng la hét từ phòng vệ sinh nữ rồi tận mắt trông thấy thầy giáo đánh đập học sinh như kẻ thù. Và đỉnh điểm là một học sinh bị dìm đầu vào máy giặt đến bất tỉnh. Inho sau đó tìm ra sự thật rằng những đứa trẻ khiếm thính trong ngôi trường này không chỉ bị bạo hành dã man mà còn bị lạm dụng tình dục trong suốt nhiều năm bởi chính anh em hiệu trưởng cùng thầy giáo chủ nhiệm. Inho cùng nhà hoạt động vì nhân quyền Eugene quyết định vào cuộc, thu thập bằng chứng và trình báo với cơ quan chức năng trong vùng. Thế nhưng, những gì họ nhận lại chỉ là sự né tránh, thờ ơ và đùn đẩy trách nhiệm. Hóa ra, bằng tiền bạc và địa vị xã hội, những người đứng đầu ngôi trường đã bịt miệng được cảnh sát và cơ quan bảo vệ pháp luật. Cho đến khi vụ việc được Inho phơi bày trước báo đài, ba kẻ đối bại mới phải chịu hầu tòa. Song, các nạn nhân đều là trẻ mồ côi hoặc sinh ra trong những gia đình nghèo khó, nên kẻ ác dễ dàng tìm được kẽ hở của pháp luật và thỏa hiệp thành công. Cuối cùng, cả ba đều chịu bản án nhẹ nhàng và sớm được thả tự do. Cái chết của nhân vật Min-su ở cuối phim có lẽ minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói, có đôi khi sự im lặng có đáng sợ hơn mọi lời nói. Nỗi đau mà cậu bé phải chịu đựng thậm chí còn lớn gấp đôi những đứa trẻ khác khi chính em trai ruột của Min-su cũng bị thầy giáo chủ nhiệm xâm hại rồi qua đời. Hàng ngày chịu đánh đập, lạm dụng rồi mất đi cả người thân yêu nhất. Cuộc đời của Min-su chỉ như một cái bóng, không một tia hy vọng cho tới khi có cơ hội được đứng trước tòa. Em cẩn thận viết ra từng lời khai, từng chi tiết của vụ án như để chắc chắn rằng kẻ ác sẽ không có bất kỳ khả năng nào để thoát tội. Nhưng không, số phận lấy đi của em khả năng nghe và pháp luật đã lấy đi của em quyền được nói ra sự thật. Không có bất kỳ phiên tòa nào nơi Min-su được lên tiếng bởi mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa bằng tiền của kẻ xấu. Chính sự im lặng này đã đẩy Min-su vào đường cùng, khiến một đứa trẻ phải tự đòi lại công bằng cho chính mình bằng nhát dao chí mạng. Thế rồi, kể cả lúc đã ra đi, những người muốn đòi lại công lý cho em cũng chẳng được phép lên tiếng, cũng là lúc người xem chết lặng trong sự đau đớn và bất bình. Bộ phim mở đầu trong khung cảnh tối tăm mờ ảo của thành phố và khép lại với dòng chữ Mujin, thành phố sương mù. Chi tiết ấy cũng giống như số phận của những đứa trẻ lớn lên trong ngôi trường khiếm thính, nơi tương lai của các em thì mờ mịt, còn sự thật thì luôn bị che khuất. Ở trong thành phố ấy, kể cả những người không mất khả năng nghe nói cũng luôn bị bịt miệng. Nhìn vào ánh mắt của người bảo vệ, cô bác sĩ hay cả vị luật sư trước phiên tòa, chúng ta đều biết rằng họ đang nói dối, họ nhận thức rõ hành động ấy là sai và phần nào trong tâm can họ cũng cảm thấy cắn rứt. Thế nhưng, sự cắn rứt ấy được khỏa lấp bởi cơn thỏa mãn trong vật chất cùng với nỗi sợ hãi trước hung quyền. Điều ấy khiến người ta quyết định giữ im lặng, và đó cũng là sự im lặng giết chết tương lai của những đứa trẻ. Silence được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết The Crucible dựa trên sự kiện có thật tại trường cho học sinh khiếm thính Quang Chu Inwa thuộc thành phố Quang Châu. Ở thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc ấy, năm 2005, người ta phát hiện ra một vụ án động trời. Có 6 giáo viên, bao gồm cả thầy hiệu trưởng đã xâm hại, thậm chí đã hiếp dâm ít nhất 9 học sinh cầm điếc tại trường Quang Chu Inwa trong vòng 4 năm từ năm 2000 đến năm 2004. Giống như những gì được thể hiện trên phim, vụ án chỉ được đem ra ánh sáng khi một giáo viên mới phát hiện sự việc và báo cáo với tổ chức nhân quyền. Thầy giáo này đã bị sa thải ngay sau đó. Song, sự việc kinh khủng ấy vẫn bị ngó lơ bởi chính quyền cho tới tận 4 tháng sau. Cảnh sát địa phương chỉ thực sự vào cuộc khi nhiều cựu học sinh lên tiếng trên đài truyền hình quốc gia về vụ xâm hại.
Phiên tòa phúc thẩm vụ án được diễn ra vào năm 2006, trong khi trên phim chỉ có 3 học sinh là nạn nhân của vụ án, thì ở ngoài đời, con số này lớn hơn ít nhất 3 lần. Ngoài 9 học sinh xác nhận rằng mình bị xâm hại bởi các giáo viên trong trường, người ta tin rằng vẫn còn rất nhiều em không dám lên tiếng vì bị đe dọa hoặc sang chấn tâm lý. 4 giáo viên cùng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trong trường Gwangju Inhwa bị kết án hiếp dâm hoặc quấy rối học sinh từ 7 đến 22 tuổi, trong đó có các em mồ côi và thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên, bản án dành cho những kẻ này mới là điều khiến người ta phẫn nộ. 2 trong số 6 kẻ ác được thả tự do ngay sau đó, khi những vụ án đã hết hiệu lực thi hành ở thời điểm xét xử. Trong số những kẻ phải ngồi tù, người chịu bản án nặng nhất là hiệu trưởng nhà trường với 5 năm trong tù. Tới phiên tòa phúc thẩm, các bản án thậm chí còn được giảm nhẹ hơn so với phán quyết ban đầu, có kẻ được thả tự do chỉ sau chưa đầy 1 năm thụ án. Đúng vậy, hiệp dâm một đứa trẻ khiếm thính 13 tuổi và chỉ phải ngồi tù 1 năm. Thậm chí, 4 người trong số họ còn tiếp tục trở lại trường Gwangju Inhwa trong cương vị giáo viên sau khi mãn hạn. Ngoài ra, vị hiệu trưởng cũng bị tố cáo là nhận tiền đút lót từ một giáo viên, giống như cách mà nhân vật Inho bị tống tiền bởi cấp trên của mình. Song, hắn chưa bao giờ phải nhận hậu quả cho việc này bởi lý do tương tự là hết hiệu lực thi hành. Giống như trong phim, vụ án bị phanh phui nhưng không nhận được sự chú ý từ truyền thông và dư luận, chỉ có cộng đồng người khuyết tật cùng một số tổ chức nhân quyền lên tiếng phản đối bản án hời hợt dành cho kẻ ác. Thế nhưng, lời nói của họ cũng chẳng thấu tới trời xanh. Người ta kể lại rằng, phiên tòa ở Gwangju năm ấy còn chẳng được như trong phim, không có lấy một người phiên dịch cho người khiếm thính đang tham dự. Trong cuốn nhật ký của một công tố viên, cô viết, căn phòng khi đó bị lấp đầy bởi những tiếng khóc thầm của những đứa trẻ, các em sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để kêu cứu với xã hội. Sự tức giận và tuyệt vọng của các em khiến từng sợi lông trên người tôi phải dựng đứng. Cũng trong phiên tòa năm xưa, một người cầm đã bị tống ra khỏi phòng xét xử khi anh phẫn nộ trước bản án vừa được phán quyết. Anh liên tục dùng tay để nói ra ngôn ngữ của mình và vô vọng phát ra những âm thanh mà không ai trong căn phòng đó có thể hiểu được. Nhà báo Lee Ji-won, người có mặt tại phiên tòa hôm ấy, sau đó kể lại rằng cô không biết ngôn ngữ ký hiệu, nhưng chắc chắn người đàn ông ấy đang gào thét rằng chuyện này là sai, xử án thế này là không đúng, không công bằng. Bản án và những gì xảy ra tại phiên tòa năm ấy khiến mình nhận ra rằng Silence dẫu là một bộ phim khiến người xem uất ức tột cùng thì cũng chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi đau mà nạn nhân cùng với những người trong cộng đồng khuyết tật phải chịu khi ấy. Mọi thứ tưởng như đã ngủ yên cho đến khi vụ án bị lật lại trong cuốn tiểu thuyết rồi tới bộ phim được 1/10 dân số Hàn Quốc dõi theo, trong đó có cả Tổng thống đương nhiệm Lee Myung Park. Ở thời điểm ra mắt, bộ phim đã tạo ra không chỉ một cơn sốt phòng vé mà cả một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Ngay sau đó, một dự luật mang tên Dogani đặt theo tiếng Hàn của bộ phim đã được thông qua. Theo đó, bản án dành cho tội phạm bạo hành trẻ em dưới 13 tuổi và trẻ khuyết tật đã được tăng lên nhiều lần với mức án cao nhất là tù chung thân. Đồng thời, yêu cầu của tòa án rằng nạn nhân phải chứng minh mình không có khả năng kháng cự cũng đã được loại bỏ. Trước đây, yêu cầu này giống như một lối thoát dành cho những kẻ phạm tội lách luật. Bên cạnh đó, Quốc hội đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt bao gồm 18 nhà lập pháp từ cả đảng cầm quyền và đảng đối lập để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật đối với người khuyết tật. Đại diện tòa án tỉnh Gwangju cũng đã phải lên tiếng về vụ xét xử năm xưa. Ông cho biết, trước khi được thay đổi vào năm 2010, luật pháp cấm truy tố các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trừ khi nạn nhân tự mình đâm đơn khiếu nại. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, vụ án đã một lần nữa được lật mở để tái điều tra. 2 tháng sau ngày Silence ra mắt, ngôi trường Gwangju Inhwa nhận lệnh phải đóng cửa hoàn toàn. Đồng thời, nhiều vụ việc chấn động từ giai đoạn trước năm 2005 cũng tiếp tục được phơi bày ra ánh sáng, khiến người ta càng ghê tởm và bàng hoàng. Ông Kim Yong-il, một cựu giáo viên của trường kể lại rằng, năm 1964, ông chứng kiến một đứa trẻ mồ côi 7 tuổi bị thầy hiệu trưởng bỏ đói và đánh đập đến chết. Sau đó, hiệu trưởng cùng một giáo viên cho cái xác vào túi và đem chôn cách trường 7 km. 6 tháng sau, một bé gái cũng bị nhốt, bỏ đói đến mức phải cậy giấy dán tường để ăn. Thầy Kim báo cáo với cảnh sát về 2 vụ việc nhưng đều bị ngó lơ, rằng họ không tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Sau đó, chính ông cũng bị hiệu trưởng bắt cóc và đánh đập trong suốt 5 ngày để bịt đầu mối, rồi cuối cùng bị ép nghỉ việc vào năm 1968. Vẫn ở ngôi trường đó, năm 1975, con trai của hiệu trưởng đã ép 2 nữ sinh cởi bỏ quần áo để vẽ tranh khỏa thân. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng người này hiện vẫn đang dạy mỹ thuật ở một ngôi trường khác trong vùng. Sau rất nhiều những cáo buộc, cộng thêm sức ép từ nhiều phía, năm 2012, hàng loạt giáo viên của trường đã đứng ra nhận tội xâm hại trẻ em. Đáng nói trong số này có một cựu quản lý của trường, này đã 63 tuổi. Người này sau đó bị kết án 12 năm tù giam vì xâm hại tình dục một học sinh 18 tuổi vào tháng 4 năm 2005.
những gì chúng ta thấy trên phim chính là phiên bản thu nhỏ của xã hội này. Ở đó, chúng ta thấy sự căm phẫn khi người mạnh ức hiếp người yếu, thấy tuyệt vọng trước cách chính quyền bao bọc cho những kẻ có tay trong và thấy sợ hãi rằng bi kịch tương tự có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta. Đây là lời nhận xét của một nhà xã hội học tại Đại học Sogang về Silence, có lẽ đã giải thích vì sao chúng ta, những người đang xem lại bàng hoàng đến như vậy trước bộ phim. Nhìn vào mặt tích cực hơn thì Silence đã chứng minh rằng không phải lúc nào một bộ phim tăm tối cũng tạo ra những tác động tiêu cực, kể cả khi kẻ ác thắng, nó vẫn có thể tiếp thêm động lực cho những người đang đấu tranh không ngừng nghỉ cho một xã hội công bằng hơn, tươi sáng hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay của Phê Phim. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. Looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.